Tin nổi không? Một cảnh sát giao thông nho nhỏ vào ngày đầu tiên đi làm đã bắt liền 7 tên tội phạm, trong đó có một là tội phạm ngày thứ hai, có một tên biến thái ngày thứ ba, với được tên đầu sỏ một vụ án lớn chưa có lời giải. Ôi ông trẻ ơi, chúng ta là cảnh sát sao lại đi tặng người cho đội hình sự hả? Ai lại điều thiên tài hình sự như Từ Lân sang đội cảnh sát giao thông vậy? Điều tra cho tôi, nhất định phải tìm cho ra ngọn ngành. Lão Từ, chuyện gì vậy? Sao cậu lại bị phân sang đội cảnh sát giao thông thành phố Lâm được? Đúng nhỉ? Đó, lão Từ, chuyên môn của bọn mình là hình sự, cậu còn là thiên tài điều tra tội phạm, sao lại bị điều chuyển sang đội cảnh sát giao thông? Vô lý, quá là vô lý. Cậu thi môn nào cũng đạt điểm tối đa, thậm chí còn được khen thưởng hạng 3 một sao lần lại thế khi chứ? Còn đang đi học. Ước hiếp người quá đáng. Giờ mình sẽ đi gặp bạn giám hiệu Trương phản ánh. Trương Triều, ngồi xuống đi. Cậu, lão Từ, cậu nghĩ sao vậy? Từ Lân, chúng ta nhịn giỏi tới mấy cũng không nhịn chúng được. Chúng ta nhất này. Định phải làm cho ra lẽ. Ra lẽ gì cơ chứ? Mình khởi động cặp mắt thiện ác. Cặp mắt thiện ác là năng lực đầu tiên hệ thống cấp cho mình. Nếu muốn nhiều năng lực đặc thù thì phải bắt tội phạm kiếm điểm tích lũy, sau đó giúp thăm đổi điểm. Từ Lân, anh muốn sao? Không cần thể diện nữa à? Tôi nói anh nghe, nếu anh dám từ chối, ngày mai trước cảnh sát giao thông cũng không làm nổi đâu. Lâm Tố, lý do Từ Lân bị điều vào đội cảnh sát giao thông là vì cô gái này, bố cô ta là phó hiệu trưởng trường cảnh sát, có mối quan hệ tốt với cục thành phố, là con người có quyền có thế hàng thật giá thật. Lâm Tố, do ghen ghét với vẻ đẹp của bạn hút Vương Tử Ngọc, đã thêm hóa chất axit vào sữa rửa mặt, gây lở loét tổ chức biểu bì mặt trên diện rộng, bỏng nặng, hủy hoại dung mạo. Do ghen ghét bạn học Lý Tiểu Tiểu, nên bỏ thuốc gây hôn mê vào đồ uống của bạn học, chụp ảnh nóng uy hiếp đối phương. Do ghen ghét với bạn học Trương Tiểu Yến, nên thông đồng với người ngoài trường bắt nạt bạn. Loại đàn bà ác ôn như cô, có bỏ tù 10 năm cũng không quá đáng. Lâm Tố, tôi cho cô một cơ hội, đi tự thú đi, nếu không tôi sẽ cho cô biết thế nào là hối cũng không kịp. Hứ, tự thú? Thú nào mà tự, tôi chẳng hiểu anh nói gì hết. Còn anh, Từ Lân, lão nương chấm anh, là phúc của anh. Nếu anh không biết đường trân trọng, tôi sẽ cho anh biết mùi đau khổ. Cái tôi đây không có được thì người khác đừng mơ có được. Tôi cho anh thời gian một buổi tối để suy nghĩ. Lão Tử, đừng bảo cậu sẽ chấp nhận đấy. Đừng làm vậy đấy. Đàn ông phải cứng và rắn. Hứ, Từ Lân, nếu anh muốn bỏ lên cao, tốt nhất anh nên biết đánh giá tình hình. Với vị thế của tôi, nếu anh ngoan ngoãn nghe lời, biết đâu ha ha ha. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn nhờ cô chuyển lời cho ông bố ở nhà rằng tôi sẽ tận tay bắt ông còn ta. Cô, hạng người như các người không nên xuất hiện ở thế giới tươi đẹp này. Được, anh cứ chờ đấy, tôi sẽ khiến anh không làm nổi cảnh sát giao thông luôn. Lão Từ, cô này không phải dạng vừa đâu, tốt nhất cậu nên đề phòng. Đề phòng? Hứ, yên tâm, chẳng bao lâu nữa cô ta hiểu nghĩa câu lưới trời lồng lộng. Báo cáo cảnh sát giao thông Từ Lân báo danh. Từ Lân phải không? Tôi là đại đội trưởng đại đội 1 Triệu Quốc Đông. Tốt lắm, tôi đã xem hồ sơ của cậu, là người có trách nhiệm. Chào đại đội trưởng Triệu. Được rồi, đây đâu phải cục cảnh sát, không cần câu nệ. Rõ thế. Tôi tò mò tại sao cậu lại chọn làm cảnh sát giao thông. Tôi nhớ cậu học ngành hình sự mà. Hesi, đại đội trưởng, chuyện à, này khó lòng kể hết, thế chưa cần kể vội. Ra ngoài điều tiết giao thông đã, vừa hai bên đó đang thiếu người, giờ cao điểm sáng phải đi chúng điều tiết ta giao thông. Phụ một tay hả? Đường đường là đại đội trưởng vẫn phải đi điều tiết giao thông. Đùa nhau à? Đi thôi, Ngô ra đấy làm gì? Nhân lực có hạn, ai cũng phải sắn tay lên. Lão Triệu, hôm nay cậu ở văn phòng đi, sao lại bảo tôi ở nhà? Hôm nay đội ta có người mới, vừa đẹp hai người một nhóm điều tiết bốn đoạn ùn tắc, thêm hẳn một đội điều tiết, chắc chắn giờ cao điểm sáng sẽ nhanh qua hơn. Đây là Từ Lân, vừa tốt nghiệp trường cảnh sát. Từ Lân, đây là phó đội trưởng Lưu Triệu. Chào phó đội trưởng Lưu. Dương, miễn mấy tiết mục thừa thái đi. Tiểu Hà, lấy cho cậu ta một quyển sổ tay hướng dẫn điều tiết. Rõ sếp. Đội trưởng tôi Triệu, dẫn người đi trước, để xe số 3 cho chúng tôi. Những người khác đi làm nhiệm vụ đi. Được. Chúng ta cũng xuất phát thôi. Tiểu Từ, cậu đứng quan sát học hỏi một chút. Công việc của cảnh sát giao thông nói đơn giản thì cũng đơn giản, không đơn giản cũng chẳng sai. Rõ, đội trưởng Triệu. Thực tế chứng minh, đa số người dân ở Đại Hạ đều tuân thủ pháp luật. Giang Hồng Hạo, chỉ số tội ác 30, phạm tội trộm cắp nhiều tổng lần, giá trị đồ đã trộm lên tới 300.000, trên người vẫn còn tăng vật vừa trộm được. Tên này phạm tội nhiều lần, hơn nữa chỉ số tội ác còn cao. Nếu để hắn chạy mất, cho hắn thời gian xử lý tăng vật và rửa tiền, phải bắt được cả người lẫn tăng vật. Hả? Mũ bảo hiểm, mình bị sao thế? Chỉ là thằng cớm giao thông, chúng chỉ lo điều tiết giao thông, chứ có xử lý án trộm cắp đâu. Chú cảnh sát giao thông, sáng ngày vội đi làm, quên đội mũ bảo hiểm, chú bỏ qua được không? Cô gái, vội thế nào cũng phải tuân thủ luật giao thông. Luật giao thông đâu phải là luật thôi, mục đích là vì sự an toàn. Đội mũ bảo hiểm rất quan trọng, lái xe nhớ phải đội mũ. Giờ đề nghị anh ngồi xổm xuống, giơ tay lên trên đầu. Đồng chí cảnh sát, anh nói vậy là sao? Sao tôi không hiểu gì hết? Giang Hồng Hạo, vãi trưởng, sao bảo mình đội mũ bảo hiểm mà sao lại chuyển sang khống chế người kia? Tiểu Từ, cậu này có ý định dùng bạo lực chống đối người thi hành pháp luật không? Đội trưởng Triệu, tên này là tội phạm. Tôi phát hiện trên người hắn giấu không ít tăng vật nên đã ra tay khống chế luôn. Ra đồng đồ ra đây. Sao thằng này biết mình hành nghề hai ngón? Chờ đã, hắn còn biết cả tên mình, biết trên người mình có tăng vật. Vãi, hắn có mắt thần à? Đúng là thằng hai ngón. Nhìn đống đồ rớt ra kìa, chắc chắn là cao thủ ra tay nhanh như chớp. Ngày đi làm đầu tiên, định hướng dẫn cậu ta công việc của cảnh sát giao thông. Cậu vừa tới nơi đã bắt được tội phạm. Cậu là cảnh sát giao thông hay hình sự đây? Hello, lão Từ, tôi là Triệu Quốc Đông. Lão Triệu, giờ là giờ cao điểm sáng, đáng lẽ anh phải bận tối mắt tối mũi. Sao lại gọi điện cho tôi vậy? Sao cơ? Cảnh sát giao thông thực tập đội anh phát hiện một tên còn không chế được luôn. Được, giờ tôi sẽ cử người qua đó. Cậu được đấy. Chúc mừng túc chủ, bắt được tội phạm trộm cắp, giành được 100 điểm tích lũy. Số điểm tích lũy đạt 1.000 sẽ được tham gia giúp thăm dành kỹ năng đặc thù. 1.000 điểm tích lũy, đúng là gánh nặng đường dài. Hừ, sao cô vẫn ở đây? Chú cảnh sát. À không, anh ơi, em xấu phạm luật giao thông, anh không phạt sao? Cô biết là được rồi, lần sau tái phạm đi sẽ bị phạt. Cảm ơn anh đẹp trai thật.
Bạn có tin, một cảnh sát giao thông nho nhỏ ngay ngày đầu làm việc đã bắt liền một lúc 7 tên, nhiều lần phạm tội bắt cóc. Ngày thứ hai có một tên biến thái, ngày thứ ba với được tên đầu sỏ một vụ án lớn chưa có lời giải 10 năm. Trần Tử Siêu, giá trị tội ác 106, tội danh bắt cóc giết người, đang bắt một cô gái làm con tin, định đánh bài chuồn. Lưu ý đặc biệt, chỉ số nguy hiểm 3 sao. Anh ơi, cứu tôi, nhanh lên, nhanh qua đường, đèn sắp đỏ rồi. Có vũ khí. Vũ khí gì vậy? Dao găm hay là binh xịt? Dù Từ Lân sợ hãi trong lòng, nhưng với tư cách cảnh sát giao thông không thể cân nhắc quá nhiều. Đẩy cô gái ra, anh ấy ngửa người ra sau, dùng đầu làm vũ khí, đập mạnh vào đầu đối phương. Tên tội phạm tạm thời ngã lăn ra đất. Sao cảnh sát giao thông lại đánh dân? Từ Lân, chuyện gì vậy? Đội trưởng Triệu, tịch thu dao của hắn. Triệu Quốc Đông nghe vậy không do dự cúi người xuống, lục soát khắp người hắn mới tìm ra con dao. Cậu giữ nguyên thoại của điện thoại đã. Mọi người giải tán đi, chỗ này nhiều xe di chuyển, mọi người hóng chuyện không giữ mạng luôn à? Mau giải tán, di chuyển ra chỗ khác đi. Lão Hứa, điều người qua đây một chuyến. Lần này chúng tôi bắt được một kẻ tình nghi hành hung. Cậu nhanh điều người tới đây. Khoan đã, ý là sao? Hành hung giữa đường? Lão Triệu không nói đùa đấy chứ? Hành hung giữa đường là án lớn đấy, xử lý không cẩn thận sẽ khiến xã hội hoang mang. Ở thời đại thông tin là số 1, làm ăn không cẩn thận là khối người dính đòn. Hứa Thanh Sơn, bớt nói nhảm đi, nhanh qua đây. Chú cảnh sát, hắn đã giết bố cháu. Bố cháu? Ahu, lên. Lão Triệu, chuyện gì vậy? Cô ấy là người bị hại, do gặp cú sốc quá lớn nên cậu dẫn về cục ổn định tâm lý. Rõ, dẫn cô gái lên xe đi. Cháu không đi, cháu ở lại với anh cảnh sát. Không đi, nhất quyết không đi đâu hết. Em gái à, ngoan nào, anh đang trong giờ làm việc. Em theo các chú về cục cảnh sát, kể lại những gì mình đã gặp phải. Yên tâm, anh xong việc ở đây sẽ về gặp em đầu tiên. Anh không lừa em chứ? Không lừa, anh là cảnh sát cơ mà. Vâng, chuyện gì? Vừa rồi lúc bắt tên trộm cắp quen tôi gặp cô gái này. Lần tiếp theo cô ấy cầu cứu tôi, lúc đó tôi thấy có gì đó sai sai. Cậu này không sợ chết sao mà lại tự chắn trước người bị hại, còn liều mạng với dân anh chị? Biết đâu đối phương không giấu dao mà là súng thì sao? Chờ đã, soạt, nhại danh này. Cậu tốt số quá đấy. Từ Lân và Hứa Thanh Sơn nhìn bộ đồ bị rạch một vết dài, nhất thời sốc ngang lưng. Nếu vết dao lệch chút thì con dao găm này rạch đứt gần như chơi, rách bụng dễ như bỡn. Cậu em, cậu đầu quân vào phòng bọn anh này. Nếu cậu muốn, giờ anh sẽ báo cáo với cấp trên. Nghe câu nói đó, Từ Lân không rung động mới lạ. Dù sao cậu ta cũng tốt nghiệp chuyên ngành điều tra tội phạm. Hiện tại cậu ta vẫn người chưa điều tra rõ chèn ép mình là ai. Nếu cậu ta đồng ý luôn thì không những không được chuyển ngành, có khi còn liên lụy tới Hứa Thanh Sơn. Xin lỗi, tổ chức đã phân em làm cảnh sát giao thông thì em sẽ không đi đâu hết. Tại sao? Làm gì có nhiều câu hỏi tại sao? Cán bộ ở cục cảnh sát đã dạy phải nhất nhất nghe theo chỉ lệnh của cấp Hứa trên. Thanh Sơn nghĩ lời này có ngụ ý khác, lờ mờ nghĩ ra gì đó. Triệu Bá Đông đổi sắc mặt, bọn họ đang thẩm nghĩ, điều tra vài vấn đề liên quan, xem nội tình vụ việc là như thế nào. Chúc mừng túc chủ đã bắt được hung thủ vụ án bắt cóc giết người, giành được 500 điểm tích lũy, vẫn thiếu 400 điểm nữa. Sáng ra đã bắt được 8 tên, chẳng biết là thần tiên phương nào, chứ có là chuyên gia điều tra cũng tội không phạm cùng cỡ đó. Chúc mừng túc chủ bắt được tội phạm trộm cắp, giành được 100 điểm tích lũy. Chúc mừng túc chủ bắt được kẻ tình nghi trong vụ án gây, giành được 210 điểm tích lũy. Chúc mừng túc chủ bắt được băng đảng chuyên tống, giành được 110 điểm tích lũy. Hệ thống mở hộp mù. Chúc mừng túc chủ giành được kỹ năng mới bậc thầy cận chiến, khả năng đấu cận chiến vô cùng bá đạo. Giúp túc chủ sở hữu sức mạnh trấn áp tội phạm ở mức tuyệt đối. Ông nội tôi, chúng ơi, ta về được chưa? Đội trưởng Triệu, anh gọi em là gì đó? Ông nội, đừng có đùa chứ. Đội trưởng Triệu, em họ Từ chứ có phải họ Triệu đâu. Tiểu Từ, đám người cậu bắt sáng nay đã nhận tội cả, anh cũng báo cáo lên cấp trên rồi. Anh đã bảo công bắt giữ kẻ hành hung giữa đường của cậu, có điều việc có thành hay không thì anh không chắc. Cậu cứ yên tâm, cậu không thuộc hệ thống bọn anh nên anh đã đề xuất một giải thưởng thiết thực. Cảm ơn cục trưởng Hứa. Anh cảm ơn cậu mới đúng, cậu giúp anh nhiều lắm. Nếu cậu không khống chế tên bệnh hoạn ác ôn đó, tất cả anh em được điều tới đường Long Hoa chắc chịu phạt hết. Không gặp thì thôi, đã gặp thì phải xử lý cho ra đầu ra đũa. Cảnh sát giao thông cũng là cảnh sát, cũng có trách nhiệm bảo vệ tính mạng tài sản của người dân. Nói đúng lắm, Tiểu Từ giờ nổi tiếng lắm, tin tức về cậu đang khắp mạng internet. Nào là cảnh sát giao thông đẹp trai, nào là anh hùng dũng cảm, chắc cậu phải lọt top 3 hot shot khắp thành phố Giang Vân mất. Cấp trên cũng bắt đầu chú ý tới cậu, tới lúc đó kẻ ngáng chân cậu cũng không chèn ép nổi đâu. Qua Tiểu Từ, giờ cậu hãy từ chức ở đội cảnh sát giao thông, tới chỗ anh làm việc, anh cho cậu giữ chức phó cục. Hứa Thanh Sơn, anh quá đáng lắm, dám cướp người ngay trước mặt tôi. Được rồi Lão Triệu, cô ấy ở chỗ cậu quá lãng phí, hẳn cậu biết chuyện hệ thống chúng ta khác nhau hơn tôi. Nếu ở chỗ chúng tôi thì năng lực của Từ Lân có thể giúp cậu ấy có tương lai rộng mở. Chuyện gì vậy? Sao Từ Lâm lại ở đội cảnh sát giao thông? Cậu giải thích vài câu xem nào. Đường Niên, hiệu trưởng trường cảnh kiêm sát, kiêm thư ký hiệu trưởng Đường, sao ông lại đích thân tới vậy? Tôi tưởng ông đang điều dưỡng phục hồi. Chuyện gì khiến ông phải ra mặt thế? Lâm Chính Hà, phó hiệu trưởng trường cảnh sát, bố là Lâm Tố. Lâm Chính Hà, cậu bớt giả vờ giả vịt đi, những chuyện không ra làm sao, trước đây tôi không nhắc chuyện của nữa. Từ Lân thì cậu nhất định phải giải thích rõ ràng. Hiệu trưởng Đường, ông đừng quên chuyện của quý công tử hồi trước, giờ tôi đang tìm cách giải quyết đây, chắc chẳng bao lâu nữa chuyện bé lại thành không. Hai mạng người đấy chứ, nếu không xử lý gọn gàng có khi cậu ta lại bị bắt đi ăn cơm nhà nước. Cậu uy hiếp tôi? Thôi vậy, tôi buông xuôi, cậu tự xem xét mà làm. Thị trưởng Lý, tôi là Lâm Chính Hà, chuyện là thế này. Cuộc gọi kết thúc chưa đến 10, tất cả những tin tức video về Từ Lân đều bị gỡ hết. Từ Lân trước đó chưa kịp làm quen, giờ tôi chính thức giới thiệu, tôi là Dương Vĩ, là tổ trưởng tổ một đội một. Dương Vĩ là tên cậu thật à? Từ Lân, cậu là thần tượng trong lòng tôi. Tôi là Phương Vĩ. Chào anh Vĩ, chiều nay chúng ta tuần tra khu vực nào? Tiểu Từ, cậu đừng nói hai từ kia được không? Tôi biết mình xuất sắc hơn 30 tuổi vẫn dũng mãnh thiện chiến. Ha ha ha, lão Phương, tôi đã nói kiểu gì cậu ta cũng nói thế. Tên cậu thì hay là mấy? Dương Vĩ, đừng tự làm xấu mặt mình ha nữa. Ha ha, chùa nào tù nước động, không thể giữ chân nổi cậu ta. Lão Lưu, anh quả nhiên nhìn nhận Chu Toàn, đội cảnh sát giao thông nho nhỏ chúng tôi đúng là không giữ nổi cậu ấy. Nhưng bất kể ra sao, hôm nay cậu ấy mang vinh dự về năm nay không những có khen thưởng, giải thưởng tập thể xuất sắc cấp 3 không vượt khỏi tay được. Tôi cũng nghĩ vậy. Cứ cười đi, tôi quen rồi. Chiều nay chúng ta đi tuần khu khai thác đá Tiểu Loan. Người dân phản nàn rất nhiều về vấn đề xe chạy quá tốc độ tại khu Vân Sa.
Lũ súc sinh chết không đáng tiếc. Chưa kể những tội khác, riêng việc tấn công người thi hành cũng xứng bị xử bắn mấy lần rồi. Họ đang trêu đùa với an toàn tính mạng và tài sản. Năm ngoái, ba đối tượng bị tóm trên con đường này. Thậm chí một trong số đó là đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi. Vậy mà chúng chỉ cần xẻ tiền là việc lại đâu ra sống đấy. Tự do tự tại lắm. Đội trưởng Dương, chúng ta đỗ xe chặn ở cửa chợ cát, cho hắn ta hết đường chạy. Này sao được, nghe nói Vương Kiện Công có người chống lưng. Chẳng ai động được vào hắn. Đám người này chẳng coi mạng người ra gì. Hôm nay dù ông trời có ghé, cũng quyết không để chúng lọt lưới trời. Các người đang làm gì thế? Cảnh sát giao thông thi hành nhiệm vụ. Thi hành nhiệm vụ. Cấm ở đâu? Biết đây là chỗ nào không? Cút xéo. Không thì đừng trách anh em ta không khách khí. Các người định làm gì? Tất cả nhanh lùi lại. Quách Hằng, biệt danh Đại Quách, là đào phạm giết người, chạy trốn chế tài pháp luật 11 năm, đang làm việc cho tập đoàn Kiện Công. Vô Dịch Thủy, còn gọi là Lão Thủy, đào phạm án hình sự quy mô, khiến hai người chết, 6 tình tiết nghiêm trọng, hiện đang làm việc tại tập đoàn Kiện Công. Tử Luân nhìn lướt qua, đã biết cả đám đều là đào phạm. Đây đúng là ổ chứa chất phần tử phạm tội. Vương Kiện Thành, em trai ruột của Vương Kiện Công, tập đoàn Kiện Công, tình nghi có liên quan đến hành sáu gây dối, cố ý giết người, cố ý gây thương tích. Vivi, đại ca, đám cớm giao thông lại mò đến, vô dụng, tí việc còn con cũng không giải quyết được. Kiện Thành, không thể để bọn cớm xới mò khai thác nhất đá quyết ra không được. Được để bọn chúng vào trong, đánh chúng văng ra ngoài cho có tao. Chuyện gì tao gánh hết. Các anh em xông lên, có chuyện gì tao gánh. Phương Vĩ, thằng Tử Lân, mạnh thế cơ à? Lão Dương, anh cũng thấy rồi đấy. Con hỏi làm gì? Nhanh gọi điện báo cảnh sát. Có người mang hung khí chống đối người thi hành công vụ. Hiện trường có rất nhiều người chống đối người thi hành công vụ, thương vô số. Đừng nói gọi cho cục, có khi còn điều động cả đặc cảnh của sở cảnh sát. Giờ ta sẽ gọi cho người bạn ở đội đặc cảnh. Gọi đặc cảnh, con mẹ mày, ông bắn chết mày. Lão Phương, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có tiếng súng chứ? Đối tượng nổ súng, chống đối. Lão Tùy, cậu không chịu xông lên thì lát chỉ có nhặt xác luôn đi. Một trung đội tập hợp, nhanh lên. Vương Kiện Thành, tình nghi có hành sáu gây gổ, cố ý gây thương tích, tăng trữ vũ khí phi pháp. Kiếp này coi như xong, lần này chẳng ai bao che nổi cho anh đâu. Mày chỉ là một cảnh sát giao thông. Sao lại nhúng tay vào chuyện của bọn tao? Mày biết chuyện thì đã sao, ông mày còn người chống lưng. Trịnh Hổ, biệt danh Lão Cầu Con, là sát thủ của riêng tập đoàn Kiện Công, từng khử hai đối thủ cạnh tranh cho tập đoàn Kiện Công, số người bị thương tàn phế dưới tay hắn nhiều vô kể. Đội trưởng mọi người phụ trách khu vực, tôi bên sẽ đuổi theo Vương Kiện Thành. Khu mỏ khai thác đá này chắc chắn có vấn tôi đề. Tôi nghi hắn ta định thủ tiêu bằng chứng. Được, cậu cẩn thận đấy. Cứu em với, bố mẹ mất sớm. Em chỉ còn mình anh là người thân thôi. Đồ vô dụng, có thằng cảnh sát giao thông tao phải liều thế hả? Lão nhị, mày vào ngay nhà xưởng mé phải, sẽ có người tiếp ứng. Còn lại không phải quan tâm gì. Nhanh lên. Được. Đại ca, em biết đúng rồi. Vậy. Cậu ta đã tới nơi. Tiếng cậu ta xong, tôi không nợ nần gì anh nữa. Hoa Hồng Vàng, người Miên Bang, lính đánh thuê, sát thủ, vô tình bị bắt giữ trong một lần chiến đấu, sau đó được Vương Kiện Công giải cứu, đồng ý giúp Vương Kiện Công 3 lần. Hoa Hồng Vàng, cô không nên đến Hoa Hạ. Anh là ai? Sao anh biết thân phận của tôi? Đừng nói Vương Kiện Công bán đứng tôi đấy. Đá, sao thứ này có thể nhanh hơn đạn được? Một cảnh sát giao thông sao có sức chiến đấu mạnh vậy chứ? Tôi vẫn đang ở đây mà. Phát hiện người bị thương, nhanh đưa tới bệnh viện. Đám súc sinh này đáng chết hết. Không kể tội danh khác, riêng tội tấn công người thi hành đã đủ xử bắn mấy lần rồi. Đội trưởng Diệp, đội trưởng Tùy, tôi nghĩ nên điều cậu ấy về đội hình thám chúng tôi. Mấy cô gái bị bắt cóc vừa rồi có nói họ vẫn còn mấy người chị em bị xử lý công khai. Tôi nghĩ đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Đúng vậy, bất kể ra sao chúng ta phải tìm cho hết tội của bọn chúng, tìm lại công lý cho người bị hại. Đúng vậy, nghe nói một cậu cảnh sát giao thông tiên phong dẫn đầu trong hành động lần này. Người đâu? Nguyên nhân là đội cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra tốc độ người ở mỏ khai thác đá có thậm chí còn đối. Ra tay đánh lực lượng cảnh sát giao thông nên người anh em cảnh sát kia đơn thương độc mã định hạ một đám người. Cậu xem chúng hai viên đạn, tôi đã đưa cậu ta vào viện rồi. Vụ án nổ súng khiến Giang Vân nổi lành phình mất. À phải, đội trưởng Hồ, điều tra lai lịch của mấy người nằm ở lối ra vào mỏ khai thác đá, tấn công cảnh sát, hành động của những kẻ liều chết. Tôi hiểu. Đội trưởng Triệu, không sao là tốt rồi. Tử Lân đâu? Cậu ta ăn hai phát đạn, giờ còn đang trong phòng phẫu thuật. Vừa rồi chúng tôi đã hỏi thăm bác sĩ, chắc không có nguy hiểm gì về tính mạng. Chúng hai phát đạn, tổ tông của tôi ơi, không biết nên nói sao với cậu mới ổn đây. Lão Triệu, xem ra chuyến này chúng ta không giữ chân nổi cậu ta rồi. Sao lại không giữ chân nổi? Chúng ta có bao giờ giữ nổi đừng đâu. Quên, cậu chàng này chính là thanh niên tới báo cáo sáng nay đấy. Vương Kiện Thành lộ rồi, phải cho hắn ngậm mỏ lại. Tôi đồng ý. Giữ lại Vương Kiện Thành thì cả tập thể chúng ta cũng đi đời nhà ma. Tôi đồng ý. Ngay Hồng nói phải. Tôi đề nghị cho người âm thầm hành động. Đó là em trai của Vương Kiện Công. Em trai ruột đấy, vẫn còn sống. Xem ra mạng mình dài dà phết. Chúc mừng túc chủ, bắt được nhiều hung thủ bắt cóc giết người, giành được 12.600 điểm tích lũy. Chúc mừng túc chủ, có công bắt giữ nhiều phần tử tội phạm, giành được 1.270 điểm. Chúc mừng túc chủ, có công bắt giữ tội phạm đầu sỏ, vương giành được 580 điểm. Hay lắm, 3.130 điểm, đủ mở hộp mù 3 lần. Hệ thống, mở hộp mù. Chúc mừng túc chủ, giành được kỹ năng người cạn lời, có thể nói chuyện với thi thể, kỹ năng cao nhất của pháp y. Chúc mừng túc chủ, giành được một tấm thẻ tăng sức mạnh. Chúc mừng túc chủ, giành được kỹ năng truy tìm, lần theo dấu vết, truy đuổi đường dài, kỹ năng cao nhất của cảnh sát hình không sự. Hay rồi lão tử, Vương Kiện Thành ngỏm rồi. Theo kết quả khám nghiệm, hắn bị tác động vật lý mạnh vào vùng sau gáy. Các chuyên nghi ngờ chuyện này có liên quan đến đòi thẩm tra cậu. Tức chết mất, tình hình lúc đó không mất mạng đã may mắn lắm rồi. Bọn chúng ra sức chống cự, thậm chí công khai nổ súng đáp trả. Chẳng lẽ chúng ta phản kháng là sai sao? Bọn họ định ém nhẹ chuyện này, tôi nhất định không để họ được như ý. Tử Lân, giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng cần làm gì hết, cho họ tự tới là được. Hai thanh niên, cứ bình tĩnh, chúng tôi chỉ muốn làm rõ tình hình lúc đó thôi.
làm rõ tình hình thì cứ làm ở đây là được. Có thấy tiểu tử đang bị thương không? Đội trưởng Triệu, nếu anh muốn nói đỡ cho cảnh sát thực tập thì tôi cũng chịu thôi. Cấp trên gọi đích danh, chúng ta chỉ có thể nghe lệnh thôi. Đội trưởng Triệu, không tôi sẽ đi với họ một chuyến. Tôi tin thế giới này vẫn còn chính nghĩa và công bằng. Chờ chút, tôi đi lấy xe lăn. Đích cần đưa cậu đi. Lão Hoàng, hối cải cũng muộn rồi, đi nhầm một bước hối hận cả đời. Con nghe nói thằng Tử Lân chết dẫm lập công lớn, bố làm cái gì vậy? Có tí chuyện mà làm không nổi. Lập công, bố thấy nó sắp chết tới nơi rồi. Yên tâm đi, Tố Tố, bố đã nói sẽ khiến nó chết gì thì chắc chắn nó không có cơ hội ngóc đầu. Thật sao? Tuyệt vời quá. Nó còn muốn đích thân bắt bố, bố sẽ chống mắt lên chờ ngày nó biến thành bãi phân chó. Ai ai cũng mong tránh cho thật xa, tới lúc đó nó sao dám buông lời ngông cuồng nữa. Tới lúc đó bố nhất định phải nói để cho xem con hắn giả vờ thanh cao trước mặt con không. Thứ Lâm Tố ta không có được thì nhất định phải hủy bằng được. Tử Lân là cậu phải không? Cục trưởng Quách. Tiểu Tư, cậu học chuyên ngành hình sự lại làm cảnh sát giao thông là vì sao vậy? Thật phí tài năng. Lần cậu cứu tôi, cấp trên và phía trường cảnh sát đã kết hợp trao cho cậu bằng khen hạng 3. Bằng khen hạng 3? Cục trưởng Quách, anh không nói đùa chứ? Cục trưởng Quách khen thưởng vinh dự cho cảnh sát hình sự của trường cảnh sát lại chia sang đội cảnh sát giao thông, chuyện là thế nào? 2 năm trước, lượng truy bắt tội phạm truy nã bị đâm 2 nhát dao. Vừa hay lúc đó Tử Lân đi ngang cầm qua, cầm ngay hoàn gạch tấn công khiến tội phạm gục xuống đất. Về sau, lãnh đạo Lân là sinh viên xuất sắc của trường cảnh sát đã trao tặng cho Tử Lân khen thưởng hạng 3. Cục trưởng Quách, sao có nhớ nhầm không? Tôi từng xem hồ sơ của Tử Lân nhưng không thấy ghi chép nào về khen thưởng hạng 3. Không thể nào, tôi trao tận tay huân chương cho cậu ấy mà. Cục trưởng Quách, hồ sơ của Tử Lân không hề đề cập tới cảnh sát giao thông lại có khen thưởng hạng 3 mà biến mất tám mất tích. Dù có biến mất cũng phải báo cáo cho phía cục cảnh sát, sao dám che giấu? Đúng là không coi ai ra gì. Tiểu Tư hãy đặt lòng tin vào tổ chức, chúng tôi nhất định sẽ đòi lại sự công bằng cho cậu. Cục trưởng nói đùa, tôi chẳng buồn để ý chuyện này. Người có tài thì ở đâu cũng tỏa sáng, một người cảnh sát giao thông cũng phục vụ cho nhân dân mà. Cảnh sát giao thông cũng là cảnh sát, tư tưởng tốt đấy. Cậu nói phải, cảnh sát giao thông cũng là cảnh sát. Cục trưởng Hạ, nên vào chủ đề chính rồi. Phó thị trưởng Lý nói phải, chúng ta vào đề thôi. Tiểu Hoàng, cậu mở lời đi. Được cục trưởng Hạ. Tử Lân, cậu nói xem vì sao tổ của cậu cứ nhất định phải vào mỏ khai thác đá. Cậu rõ vấn đề này nhé, dù cảnh sát giao thông có quyền hành động nhưng không có quyền bắt người, kể cả có muốn bắt cũng phải liên hệ với bộ phận hình sự hoặc dẫn tới cục cảnh sát gần nhất. Anh nói không sai, đúng là chúng tôi không có quyền bắt người nhưng đó là vấn đề lý thuyết, còn đấy không phải lý do cản trở chúng tôi hành động vì lẽ phải. Đúng đó, cậu nói hay lắm, chúng tôi không có quyền bắt người nhưng hành động vì lẽ phải thì đâu sai trái. Chú ý thái độ của cậu đấy, cái chúng tôi đang nhắc tới không phải quyền hạn hay chính nghĩa mà là lý do các cậu muốn giết Vương Kiện Thành. Theo chúng tôi được biết hắn không có vũ khí gì trong tay, thêm nữa hắn là kẻ đầu sỏ. Tại sao cứ nhất định phải giết hắn? Tôi không hề giết Vương Kiện Thành. Cậu có giết hay không thể xác nhận qua lời nói của cậu, mà theo thông tin từ phía chúng tôi, một người có mặt tại hiện trường lúc đó, người đó đang ở đâu rồi? Xem ra có người nhìn thấy hoa hồng vàng. Tiếc là tôi không tóm được cô gái kia, nếu không vấn đề này đã dễ giải quyết. Người kia rất mạnh, lúc đó tôi bị thương nên để cô ta chạy mất. Theo tôi được biết đó là một cô gái mà, thằng đàn ông như cậu lại để gái chạy mất, cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao? Cô ta là cao thủ, đó chỉ là lời nói một phía của cậu thôi. Vu vạ tôi giết người cũng là lời một phía của các anh đấy thôi, chúng tôi có bằng chứng. Đội trưởng Tùy Đông của đội cảnh sát thấy cậu hạ Vương Kiện Thành, hắn ta nằm xuống thì không nhúc nhích gì hôm nay cũng đâu nhúc nhích được. Tử Lân, chứng cứ rõ ràng, cậu gái cổ cũng thế thôi, cậu hiểu hậu quả của việc chống lại pháp luật nhỉ? Chứng cứ cụ thể ở đâu? Ngoài tên tội phạm dùng súng, tôi không giết bất cứ ai hết. Vậy cậu nói xem kẻ nào giết người? Tôi không biết nhưng tôi có thể điều tra. Điều tra? Tử Lân, cậu nghĩ mình là ai? Điều tra, nói cậu nghe, kể từ hôm nay bất cứ hành động nào của cậu đều nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của chúng tôi. Phó thị trưởng Lý, nếu tên tiểu tử này không chịu thừa nhận thì cứ tống thẳng vào trại giam. Thế cho yên tâm, chúng tôi xin đảm bảo sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào có ý đồ gian trá. Tốt lắm cục trưởng Hạ, chuyện này xin giao cho anh, hy vọng anh sẽ cho tôi và cấp trên câu trả lời vừa ý. Tôi hiểu. Tên Lý Minh Vũ này, tưởng mình có thể dùng một tay che cả bầu trời đấy. Lão Triệu, anh định bỏ cuộc sao? Người anh em, cậu có chắc sẽ điều tra ra kẻ giết Vương Kiện Thành không? Cục trưởng Hạ, tôi nói được làm được. Thế cậu bắt đầu đi, nhất định phải cho tôi một đáp án. Lát nữa người sẽ bị tiễn vào trại chuyện giam. Chuyện còn lại giao cho mấy người. Thi thể Vương Kiện Thành cũng ở trại giam phải không? Sau khi sự việc xảy ra, tôi phái người canh giữ ngày 24 tháng 7. Ngoài pháp y của cục cảnh sát, không ai được phép tiếp cận hết. Tôi muốn xem báo cáo khám nghiệm của bộ phận pháp y. Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Đội tuần tra sắp tới Giang Vân, cậu cứ yên tâm mà làm, tôi sẽ lo liệu những việc khác. Rõ. Cậu chàng này là làm nổi không? Tôi thấy cậu ấy là điểm sáng của bộ phận chúng ta, chỉ cần cậu ta điều tra chắc chắn sẽ có người đứng ngồi không yên. Chỉ cần chờ bọn chúng ra tay là chúng ta có thể thu mẻ lớn. Tôi không tin tưởng cậu ta, tôi chỉ tin vào mắt nhìn người của bản thân thôi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cậu trạng này làm việc đáng tin cậy. Có 11 tên dính líu tới huyết án, trong đó có 8 tên chủ mưu giết người. Tôi thiết nghĩ chẳng biết phải xét thành tích cho cậu ta ra sao. Bằng khen hạng 3 thì không thực tế, hay là trao bằng hạng 2? Hí hí, đương nhiên. Cậu cười gì đấy? Tưởng mình lôi kéo được cậu ta về tay nên ăn mừng trước à? Cục trưởng Quách, anh nói xem cậu ta có thể đi đâu. Chuyện nữa này tôi không nói trước được. Nhưng tôi thấy đội hình sự các anh không giữ chân được người có thực lực như cậu ta. Được rồi, nói nhiều thế làm gì? Hành động thôi. Vật cứng tác động vào phần gáy, gây xuất huyết nội sọ diện nhỏ, do phát hiện chậm trễ không thể kịp thời cứu chữa. Những lúc mình đánh mất Thương Kiện Thành, phần trán tiếp xúc với chứ mặt không phải gáy. Hơn nữa làm sao người bị xuất huyết não trụ dựng 48 tiếng? Vấn đề này không nhỏ tí nào. Mê mơ, thi thể nạn nhân có lượng phấn hoa tàn dư lớn, thành phần phấn hoa gồm tử kinh và dạ lai hương. Tử kinh, dạ lai hương, anh không nên đến đây. Ta chỉ muốn xem thử kẻ nào bạo gan đơn thương độc mã xông vào hang ổ tội phạm. Anh giải thích sao cũng vô ích thôi. Mùi hương trên người anh quá đặc biệt. Tôi ở trong phòng giam đã ngửi được mùi anh lưu lại.
Buồn cười, tôi là đại đội trưởng hình sự, vào thẩm vấn phạm nhân thì có gì lạ? Không lạ. Nhưng vấn đề là trưa hôm qua, sau khi anh tới đây thì đến chiều Vương Kiện Thành cũng đi đời. Anh là người cuối cùng gặp Vương Kiện Thành trong phòng giam. Tôi nói đúng không? Lúc tôi rời đi, hắn vẫn còn tỉnh lắm. Người vẫn tỉnh vì vết thương của hắn ta có vấn đề. Lão Đỗ, dừng tay. Là nỗi đau luôn canh cánh trong lòng cảnh sát họ. Đôi chí khi biết đời này của mình coi như xong, đến người thân cũng sẽ bị người khác coi thường, phỉ nhổ. Nghĩ tới cảnh tượng này, anh ta không hề tâm thẳng ống tiêm vào cổ họng. Lão Đỗ, anh làm gì vậy? Lão Hoàng, tôi không còn đường lùi nữa. Đi nhầm một bước, hối hận cả đời. Xem ra sự việc còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Đến một đại đội trưởng đội hình sự cũng cam lòng chịu chết. Vậy thì kẻ đứng sau phải khủng khiếp cỡ nào? Khốn kiếp, chi đội trưởng Hoàng vẫn chưa tới lúc xả giận. Bọn họ muốn lấy mạng chúng ta thì chúng ta phải đi trước một bước, dụ chúng lọt lưới. Cậu nói đúng lắm. Giờ cậu dự định sao? Tôi mới vào nhà giam 15, bọn chúng đã ra tay. Xem ra chúng đã biết mình chưa dọn gọn ghẽ. Chúng ta đi kiểm tra thi thể Vương Kiện Thành. Sau khi quan sát thi thể, tôi mới khẳng định được. Trần Hoa, cậu xử lý thi thể của Đỗ Chí Kỳ. Rõ. Cây kiểm bộc tường đã tìm ra nguyên nhân tử vong là do xuất huyết nội sọ, nhưng không liên quan đến tôi. Chỉ là hung thủ đã chết, chúng ta rất khó tìm ra hung khí. Tiểu Từ, Đỗ Chí Kỳ đã chết, chúng ta phải điều tra từ đâu? Mặc dù hung thủ đã chết, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm ra kẻ đó là ai. Hung thủ. Anh có ngửi thấy mùi hoa khi đội trưởng Hoàng bước vào? Đúng là có mùi hoa thoang thoảng. Vết thương của Vương Kiện Thành chắc chắn không thể bị xuất huyết nội sọ trong thời gian một ngày được. Tôi đã xem bệnh án của hắn, hắn ta bị hen suyễn và huyết áp cao. Nếu hắn chịu được cả hai căn bệnh cùng phát tác thì quả là kỳ tích. Ý cậu là sao? Đội trưởng Hoàng, hương hoa trong không khí gồm tử kinh và dạ lai hương, nếu hấp thụ khối lượng lớn phần dạ lai hương sẽ khiến bệnh nhân cao huyết áp, đau đầu, thậm chí dẫn tới ngất xỉu. Còn nếu hít vào lượng tử kim lớn sẽ khiến bệnh hen suyễn phát tác, cản trở hô hấp, tim đập nhanh bất thường, tuần hoàn máu tăng gấp 3 lần bình thường. Hen suyễn, huyết áp cao, tốc độ tuần hoàn máu tăng cao. Nạn nhân còn bị thương vùng đầu. Anh nói xem kết quả sẽ ra sao? Hoa cũng có thể giết cậu không đùa chứ? Nếu tôi đoán không lầm, hẳn khu vực xung quanh chạy sẽ ra có lượng lớn tử kinh và dạ lai hương mới chuyển tới. Hai hôm trước, có một nông trường mấy trăm mét đời chủ mới chuyển sang canh tác hoa, trồng rất nhiều tử kinh và dạ lai hương. Chính là người này, Lâm Chính Hòa. Cậu biết hắn ta? Người này thì tôi nhẫn mặt rồi. Vì thế, kể lại câu chuyện vì sao bản thân phải vào đội cảnh sát cho Hoàng Vĩ Hằng nghe. Thật vô nghĩa, loại hại nước hại dân. Hoàng Chi, tôi thấy hắn ta chính là mấu chốt nữa. Hắn ta chắc chắn còn thao túng nhiều. Theo tôi được khác. Biết, con cái hắn ta gây không ít tội ác. Giờ tôi sẽ đi bắt hai bố con này về cục. Cho tôi theo với. Ban đầu, tôi có nói sẽ tự bắt bọn họ. Tôi tạo điều kiện cho cậu. Sao cơ? Mới 15 đã phát hiện manh mối quan trọng. Hoàng Vĩ Hàm, người của đội hình sự sắp thất nghiệp hết rồi. Ha ha ha. Tuyệt vời, quá là tuyệt vời. Xin lỗi tổ trưởng Mã, nhân viên báo cáo tí việc ấy mà. Mã Trần Hoa ngồi đối diện nhướng mày, không hiểu. Lão Chiến Hữu trước mặt nói vậy là sao? Là tổ trưởng tổ tuần tra, anh ta tới Giang Vân trả án theo lệnh. Có điều từ lúc đặt chân tới anh đây, anh ta phát hiện lão Hạ có vấn đề gì đó. Nói chuyện khách sáo. Cảm giác tinh thần gặp vấn đề. Lão Hạ, anh nói thật tôi nghe, có phải anh gặp áp lực gì không? Tôi biết Giang Vân thuộc Tây Nam, tỷ lệ phạm tội rất cao. Nếu có vấn đề gì về sức khỏe, phải kịp thời tới bệnh viện kiểm tra. Anh mới có bệnh. Lão Mã, anh tin tưởng tôi tí thì chết à? Nhưng nhìn anh như thằng thần kinh vậy. Nói thêm câu nữa tôi rửa mặt đấy. Giờ bình thường hơn rồi đấy. Lão Mã, đội tuần tra nhà anh vào việc được rồi. Có điều chúng tôi cũng phải sắn tay hành động. Ý anh là sao? Anh sẽ sớm biết thôi. Hai vị lãnh đạo theo kế hoạch của hai cậu anh, em tôi đi đờ rồi. Mà thăm cớm giao thông vẫn sống nhân gian. Mấy người nói sẽ cho nó chết chung với em trai tôi cơ mà. Kết quả thì sao? Tiểu Vương, vội gì? Có những việc phải từ từ. Lần này việc không thành, nhưng vẫn còn nước đi cao tay hơn nhiều. Lão Trịnh, đừng lừa tôi nữa. Giờ ốc chẳng mang nổi mình ốc. Tôi nghe nói tổ tuần tra đã tới đây, phía tôi đã cử người bí mật điều tra. Chẳng bao lâu, con thuyền này sẽ chìm nghỉm. Tình hình này, chi bằng tôi tự ra tay khử tên cướp đó. Dù cao chạy xa bay còn hơn. Vương Kiện Công, sao dám nói chuyện với sếp tôi bằng cái giọng đó? Cậu chẳng sống thôi hả? Lý Minh Vũ, ông không lừa được tôi Vương đâu. Vương Kiện Thành tôi xuất thân hèn kém, tí tuổi đã biết chém chém giết giết, tự rẽ đường máu sống. Bao lần tìm đường sống từ cõi chết, bàn tay đã lấy mạng bao nhiêu con người. Ông chưa đủ trình dạ tôi đâu, tôi đã cho người theo sát tên cảnh sát đó. Chẳng mấy hắn sẽ bị tổ tuần tra để mắt thôi. Tôi ở cái thành phố Giang Vân này bao lâu nay, chẳng không có thân tín hay sao? Tiểu Vương, đừng chỉ nhìn nhận vấn đề qua vẻ bề ngoài. Có những thứ còn đáng sợ hơn cậu tưởng tượng nhiều. Nếu cậu kích động, thì không chỉ có mình cậu đi đời, mà còn liên lụy tới cả người nhà nữa. Nghe nói cậu đã cho vợ và con sang cảng thành. Ngại quá, tôi cũng có mấy người bạn bên đó. Ông, nóng vội làm gì? Như tôi nói đấy, đừng chỉ nhìn bề nổi của vấn đề. Cậu nghĩ đó là mối hiểm họa, nhưng biết đâu lại là cơ hội của ta. Chuyến này tôi không chỉ báo cáo tên cảnh sát giao thông nho nhỏ kia, mà còn cả anh đại của thành phố Giang Vân này nữa. Nếu ông ta ngã ngựa, ai sẽ tiếp nhận vị trí này? Hí hí, lãnh đạo, đương nhiên miếng bánh kia sẽ về tay ông. Lão Trịnh, xin lỗi, tôi biết nên làm sao rồi. Chuyện chính đã xong. Tiểu Vương nghe này, chỗ cậu mới tuyển hai giáo viên ngoại ngữ mới đúng không? Tôi lập tức thu xếp cho ông. Lãnh đạo, không thể giữ hắn lại được. Cứ giữ tạm đã, giờ vẫn chưa làm gì được. Nếu không kiểu gì cũng bị tổ tuần tra để ý. Trần Thạc, Dương Tấn, hai người lập tức điều tra Hạ Vĩ Hải cho tôi. Tổ trưởng Mã, Hạ Vĩ Hải là bạn cũ của anh mà. Chẳng lẽ ông ta có vấn đề? Không biết được, nhưng tôi muốn biết cậu ta định làm gì. Tổ trưởng Mã, có tố cáo đích danh một cảnh sát dụng bạo lực lúc thi hành khiến nhiều người bị thương, còn lái xe đâm chết người bị hại, chẳng coi luật pháp ra gì. Đúng là không coi luật pháp ra gì. Tên cảnh sát giao thông đó tên gì? Từ Lân, điều tra. Tra rõ cho tôi. Tổ trưởng Mã, chúng tôi đi liền. Hay là ta cứ bắt người về trước? Cứ quan sát trước, bắt người phải thận trọng, đánh rắn động cỏ. Rõ. Lão Hạ, anh tính chơi trò gì vậy? Tiểu Từ, sao cậu lại bắt Lâm Tố trước? Hoàng Chi đã bắt Lâm Chính Hà, chỉ cần ông ta tránh khỏi thẩm vấn sẽ rất khó tìm chứng cứ, nhưng chỉ cần chúng ta cậy dựng miệng thì có thể nắm thóp việc phạm tội của Lâm Chính Hà. Lúc đó lập hồ sơ vụ án là chuyện dễ. Hay lắm, cậu nghĩ xa hơn tôi nhiều. Xong việc, tôi sẽ giúp cậu chuyển bộ phận, chức phó chi đội trưởng chờ cậu vào ngồi. Vậy tôi không khách sáo nữa. Sao các người lại bắt tôi? Bố tôi là Lâm Chính Hà, ông ấy sẽ cho mấy người biết mùi đau khổ. Thả tôi ra, bằng không tôi sẽ tố cáo các người.
Lâm Tố, đã lâu không gặp. Từ Lân, hóa ra là anh bắt tôi thì đã sao? Tôi không phạm pháp, các người không có chứng cứ trong tay, chỉ có thể tạm giữ tối đa 24 tiếng, rồi lại phải thả thôi. Vậy sao? Hóa ra Lâm tiểu thư cũng biết có điều có hơi đãng trí rồi. Để tôi giúp cô nhớ lại. Vương Tử Ngọc, Lý Hiểu Hiểu, Trương Hy Nhi, Đông Duyệt, cô có nhớ những người này không? Tôi đã nói sẽ đích thân bắt cô, thì tôi không những tự tay bắt mà còn tự định tội của cô. Câu nói ngắn ngủi của Từ Lân đánh tan lớp phòng vệ tâm lý của Lâm Tố, giúp quá trình thẩm vấn của Hoàng Vĩ Hàm sau đó đào ra được nhiều bí mật của nhà họ Lâm, kể cả chuyện cấu kết giữa Lâm Chính Hà và lãnh đạo thành phố, trao đổi lợi ích hại sinh viên trường cảnh sát VV, thậm chí một loạt án như cố ý gây thương tích, giết người, tất cả đều bị vạch trần ra ánh sáng. Chi đội trưởng Hoàng, con người này không nên xuất hiện ở đây mà nhỉ? Lâm phó hiệu trưởng, ngại quá, Từ Lân là nạn nhân trong vụ án này của các người, đồng thời cũng là người phụ trách vụ án. Hả? Các người có coi pháp luật ra gì không? Đương sự phải biết đường tránh mặt. Quy trình đơn giản vậy mà các người cũng quên sao? Lâm phó hiệu trưởng, xin lỗi, mặc dù tôi là đương sự, những vụ án của ông liên nên tôi không thể không nhúng tay. Ông nói tiếp xem, có lý do nào đuổi được tôi ra ngoài không? Cậu, ông xem một đoạn video trước đã. Bố tôi làm cả đó, tôi muốn xin lỗi bọn họ, bồi thường các kiểu lắm, nhưng bố tôi giúp tôi trốn tội, con cảnh cáo bọn họ không được lên tiếng, con trai hiệu trưởng Đường lái xe gây tai nạn, nhờ công của bố tôi vụ đó mới chìm xuống. Ông ấy có qua lại với Lý Minh Vũ ở sở thành phố. Ông cạn lời lắm đúng không? Cô ta là đứa con gái dịu ông hết lòng, thậm chí không màng hiểm nguy vì cô ta, bị cô ta bán đứng. Tôi chỉ muốn tìm lại công bằng cho bản thân cũng như sinh viên của người bị hại thôi. Cậu chàng này đúng là nhìn thấu lòng người. Bắt thóc Từ Lâm Tố, nguyên nhân đầu vì cô ta là con sau gái, sau đó đưa ra một loạt chứng cứ khiến ông ta không thể nào chối tội được, gạt bỏ phong tuyến của đối phương, tức là phá vỡ được phong tuyến của Lâm Chính Hà. Hay bố con ông ta có chạy đằng trời? Từ Lân, hai đồng chí tổ tuần tra muốn tìm cậu. Tổ tuần tra, xin hỏi hai đồng chí tìm tôi có chuyện gì? Có người chỉ đích danh cậu lạm dụng bạo lực gây thương tích, làm nhiệm vụ, thậm chí từng lái xe gây tai nạn hiện tại người. Chúng tôi muốn tìm hiểu và làm rõ vấn đề. Ai nói vậy? Gọi người tố cáo ra đây, tôi muốn xem tài liệu tố cáo. Khách sức nực cười, Từ Lân mới vào nghề chưa tới 10 ngày sao có thể lạm dụng bạo lực gây thương tích, lại còn lái xe gây chết người. Tôi nói cậu nghe, mấy hôm nay cậu ấy bắt liên tiếp hơn 20 tên tội phạm, trong đó có một kẻ là tội phạm truy nã. Các cậu biết tội phạm truy nã mức độ bi là gì không? Đội trưởng Hoàng Vĩ Hàm đúng không? Tôi biết hết những gì anh nói. Nửa tiếng trước chúng tôi đã xem toàn bộ hồ sơ của Từ Lân, kể cả lý lịch của cậu ấy ở chúng tôi còn sát. Tìm hiểu thông qua các bạn học cùng sinh viên đương khóa nhiên dưới. Chúng tôi không tin Từ Lân là hạng người nhưng đó, theo quan điểm cá cậu nhân cậu ấy sống dưới sự bảo vệ của chúng tôi là phương án tốt nhất. Có người nhăm nghe ra tay với cậu chết ấy, tiệt, tội bị lão hạ hố rồi. Cậu nhóc này chính là át chủ bài của lão hạ. Sao thế lão mã? Cây cù à? Lão hạ anh giấu kín ghê đấy, giam giấu át chủ bài trong đội cảnh sát giao thông, ngày lật ngược ván bài, phá tan thế cờ chỉ trong đỉnh. Một nước. Lão mã, chuyện này không phải do tôi sắp xếp. Cậu nhóc Từ Lân bị Lâm Chính Hà cố ý xếp vào đội cảnh sát giao thông, tôi chỉ mượn nước cờ của người khác xét thế cờ cho mình thôi. Bất kể thế nào, chiêu này của anh cao tay lắm. Hôm nay gọi các cậu tới đây là để báo một tin, tôi bị tố cáo đích danh, tội nhận hối lộ 10 triệu nhân dân tệ. Trước tố cáo này, tổ trưởng Mã ở tổ tuần tra đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng và phát hiện những thứ khác thường. Chúng ta còn phát hiện ra một con sâu mọt trà trộn vào tổ chức, ví dụ như phó hiệu trưởng Lâm Chính Hà của trường đào tạo cảnh sát thành phố Giang Vân, Trịnh Kinh Sinh ra tay trước, tố cáo đích danh Lý Tiêu Viễn, còn đối phương tự vạch trần tay chân của mình. Tư tưởng trung thành bỗng nhiên bay biến chẳng còn gì. Trong số chúng ta có vài người đã từ bỏ tín ngưỡng bản thân theo đuổi, quên đi lời thề vì dân phục vụ, bị ham muốn quyền lực tiền tài nuốt chửng, liên kết với đám thương nhân không tuân thủ pháp luật, ép mua ép bán, chiếm dụng phi pháp. Mã Trần Hoa đứng lên đặt bộ tài liệu trước mặt Trịnh Kinh Sinh và Lý Minh Vũ, lập tức đứng hình. Họ đang phải đối mặt với tổ tuần tra tổ chức giám sát quyền lực nhất, có thượng phương bảo kiếm dắt túi. Đồng thời phía Hoàng Vĩ Hàm đã phối hợp với đội cảnh sát cùng lực lượng cảnh sát khu vực ra một mẻ lưới tóm gọn thế lực phạm pháp của Vương Kiện Thành. Chỉ trong một ngày, đội hình gần 1.000 người, cắt sạch tất cả sản nghiệp đứng danh Vương Kiện Công, cùng tụ điểm ăn chơi, bắt khoảng hơn 300 người, phá vỡ tụ điểm phạm pháp của thành phố Giang Vân, cùng băng nhóm tội phạm gần 10 năm, xét thấy tất cả thành viên của đại đội thành phố Giang Vân liên tiếp bắt giữ nhiều tội phạm trộm cắp, bắt cóc giết người, đẩy lui thế lực tội ác VV. Trong quá trình này, tất cả thành viên cùng hợp tác mạnh hiểm nguy, thể hiện xuất sắc. Nay xin đặc biệt trao tặng đại đội một đội cảnh sát giao thông khen động viên, khích lệ đội trưởng đại đội một Dương Vĩ. Trong vụ án 917 đã có thể hiện xuất sắc, không màng sống chết, bảo vệ sự an toàn tính mạng, tài sản. Đặc biệt trao tặng khen thưởng hạng 3 cho Dương Vĩ. Cá nhân Phương Vĩ khen thưởng hạng 3. Mong hai đồng chí tiếp tục cố gắng phục vụ cho nhân dân. Đồng chí Từ Lân có công phá giải vụ án bắt cóc, tóm gọn hơn 20 tội phạm cướp giật, thu giữ số tăng vật, tiền phi pháp với giá trị hơn 2 triệu. Không màng hiểm nguy tham gia đại án 917, thành công giúp đỡ lực lượng cảnh sát phá tan tụ điểm đen tàng trữ vật phi pháp quy mô lớn, xử lý một tội phạm bị truy nã, giúp lực lượng cảnh sát bắt giữ 11 tội phạm truy nã. Chi đội cảnh sát giao thông thành phố Giang Vân cùng cục cảnh sát thành phố Giang Vân quyết định trao tặng đồng chí Từ Lân khen thưởng hạng 2 lần, đặc cách thăng lên cảnh sát giao thông cấp 1. Mong đồng chí tiếp tục đồng chí tiểu tử, chỗ là niềm tự hào của đội cảnh sát giao thông, để xem sau này ai dám bảo đội cảnh sát chỉ biết đứng không kiểm tra xe nữa. Tôi nói này lão Lư, tôi không thích nghe câu này của anh đâu. Chúng tôi nói các anh chỉ biết đứng kiểm tra xe bao giờ? Anh đừng vu khống trắng trợn thế. Lão Hạ, anh không nói nhưng lời tai bay vạ gió thì nhiều anh lắm. Cũng nói đó chỉ là lời tai bay vạ gió, có điều anh cứ yên chí, kể từ hôm nay hệ thống chúng tôi chắc chắn không buông bất cứ lời khiếm nhã nào với các anh. Thế còn nghe được, tôi còn có việc xin phép đi trước. Chờ đã lão Lư, anh chạy làm gì? Tiểu Triệu, bất kể thế nào chúng tôi vẫn phải điều Từ Lân đi. Anh nên biết vị trí cảnh sát hình sự phù hợp với cậu ta hơn. Cục trưởng Hạ, anh nói phải, có điều anh nói với tôi thì cũng phải thôi. Nói chuyện với chi đội trưởng mới được. Anh cũng thấy chi đội trưởng nhà anh thấy tôi tới hỏi người là chuồn mất dạng. Ông già này đúng là láo cá. Hi hi hi, Tiểu Triệu, nếu không chịu giao người thì thương lượng tí được không? Cho chúng tôi mượn người mấy ngày. Chỉ mấy ngày thôi, gần đây phía tổ hình sự có mấy vụ lớn gây ảnh hưởng sâu rộng, tôi muốn nhờ Từ Lân giúp đỡ sớm cho người dân và những người bị hại một đáp án hợp lý. Mượn thì được,
Có điều anh định mượn bao lâu thì phải nói rõ. 7 ngày, cho chúng tôi mượn 7 ngày, được không? Việc này thì tôi quyết được. Từ Lân, cậu qua đây một chút. Cục trưởng Hạ, đội trưởng Triệu, chi đội trưởng Hoàng. Tiểu Tư, có chuyện gì? Chúng tôi muốn điều động cậu sang đội hình sự mấy hôm. Bên đó đang có mấy vụ lớn, muốn nhờ cậu giúp sức. Tôi không có ý kiến gì. Xin nghe theo sắp xếp của Tiểu Triệu. Vậy tôi dẫn người đi trước. Có gì cậu báo cáo với lão Lư nhé. Tôi biết rồi. Tiểu Tư, sang bên hình sự đừng làm mất mặt đại đội một chúng ta. Đội trưởng Triệu yên tâm. Tôi có làm mất thể diện đội bao giờ đâu. Tiểu Tư thối. Không phải ông trẻ nữa à? Ý á? Nhanh cuốn gói hộ cái. Được rồi, đi đi. Đội hình đã đông đủ. Chúng ta bắt đầu thôi. Hà Thông, 42 tuổi, cư trú tại thành phố Giang Văn, trước bị phát hiện đốt than tự sát tại nhà. Không có nhân chứng. Con trai phát hiện thi thể khi từ trường về nhà cuối tuần. Vương Doanh Trân, 42 tuổi, cư trú tại thành phố Giang Văn, 3 ngày trước bị phát hiện treo cổ tự sát tại nhà. Theo camera ghi chi tại nhà nạn nhân, anh ta chủ động treo cổ mình lên dây thừng buộc trên xà nhà. Trung Minh, 42 tuổi, cư trú tại thành phố Giang Văn, lúc 9:20 phút sáng vợ nạn nhân ra ngoài mua rau về nhà đã báo án. Đồng thời, toàn bộ quá trình được camera đội kỹ thuật đã kiểm tra kỹ lưỡng, kết luận là tự sát. Ba vụ án này trước mắt có nhiều điểm tương đồng. Thứ nhất, nạn nhân đều thứ là hai, nam, tất cả đều tự sát. Còn một điểm nữa là tần suất cách 3 ngày xảy ra một vụ, giống như đang tiến hành một nghi thức nào đó. Trong một năm vừa qua, thành phố Giang Văn chỉ ghi nhận 4 vụ tự sát, nhưng tháng này còn chưa qua 10 ngày đã xảy ra 3 vụ, có trùng hợp không? Hừ, cô con cái của nạn nhân có ghi 3 người đều có một đứa con trai cùng ở độ tuổi 17, các nạn nhân đều ở cùng con một trai độ tuổi. Cũng 5 tuổi nhau. Tiểu Tư, có phải cậu phát hiện điều gì không? Tự sát độ tuổi cùng là 42, là gia đình ở mức trung bình, các vụ xảy ra thời gian tử vong gần như giống nhau, con cái đều ở độ tuổi 17, nếu không phải trường hợp thì độ tuổi đi học đều ngang nhau, con cái họ đều 17 tuổi, liệu có học cùng trường không, hoặc là cùng tham gia cuộc thi nào đó, thậm chí là bạn cùng lớp. Đương nhiên khả năng hiện tại các cháu không học chung một trường, nhưng có thể là tiểu học cấp 2 hoặc mầm non. Chúng ta có thể điều tra theo hướng này. Ngô Cương, lập tức điều tra quá trình học hành của con nạn nhân. Rõ thưa đội trưởng Hoàng. Đội trưởng Hoàng, tên cảnh sát giao thông kia ở đâu ra vậy? Manh mối cậu ta nói có ích thật không? Đúng đó đội trưởng Hoàng, đây là cao thủ anh mời về à? Mọi người nhìn đi, cầu vai cậu ta là cảnh sát giao thông cấp 1 đó. Trẻ thế đã là cấp 1 rồi. Các cậu tự ngấm lại xem, ai cũng là cảnh sát hình sự lão. Sao lại không phát hiện điểm tương đồng nào giữa các vụ xem án? Xem ra tất cả đều phải đi học nghiệp vụ hình sự lại. Đội trưởng Hoàng, tôi muốn tới điều tra cả ba hiện trường. Trần Hoa, cậu dẫn tiểu tử tới hiện trường. Vụ án phải trình độ đâu? Sao bệ cửa sổ không có hạt bụi nào vậy? Có người lau sạch vết tích. Đội trưởng Trần, lập tức kiểm tra camera ở khu vực xem có camera nào quay được cửa sổ này không. Camera của tiệm này có thể quay được cửa sổ nhưng chỉ ghi được hình ảnh trước khi xảy ra vụ việc. Quá trình bị gián đoạn để tu sửa. Trùng hợp, lại trùng hợp sao? Từ Lân không từ bỏ, lập tức đề nghị chủ camera liên hệ với nhà cung cấp. Kết quả nhà cung cấp trả lời không hề tiến hành tu sửa tận nơi. Mưu sát. Lão Trần, lập tức quay về. Vâng đội trưởng Hoàng. Một năm trước, con trai của bà nạn nhân cùng học trường chuyên của thành phố Giang Văn, thậm chí còn học cùng lớp từ tháng 4 đến tháng 6 năm ngoái. Ba đứa trẻ lần lượt chuyển trường. Vấn đề là các cháu đang học ở trường chuyên thành phố, sao lại chuyển sang trường thứ hạng kém hơn? Chắc chắn có điều chúng ta chưa biết rõ ẩn giấu trong đây. Tôi thêm phần khẳng định, đây là vụ án mưu sát liên hoàn. Theo suy đoán của tôi, khả năng giết người vì thù hận là tốt cao lắm nhất. Chàng trai viện 10 đã giúp chúng tôi tìm ra công manh mối. Xem ra đám người chúng tôi phải về đào tạo lại. Trước đó, chúng tôi đều suy đoán không đúng. Liều mạng tìm mối liên hệ giữa ba nạn nhân nên chỉ tìm hiểu về quan hệ của nạn nhân. Thêm yếu tố tự sát nên chỉ chú trọng tới những người xung quanh nạn nhân. Hung thủ không hề để lại sơ hở nào. Thủ đoạn gây án đúng là cao thâm. Nếu chỉ điều tra quan hệ của nạn nhân, chắc chắn không ổn. Quy tích sinh hoạt của một cá nhân vô cùng đơn giản. Công việc, nghề nghiệp, cuộc sống gia đình, giải trí, thư giãn. Chỉ cần đi từ ba xuất phát điểm này, kết nối tất cả các mối liên thì hệ, thì dù hung thủ có cao tay nhưng cỡ chỉ nào, cần có qua lại, nhất định sẽ nằm trong phạm 6 nghi vấn. Nói hay lắm, tất cả ghi lại, sau này sẽ có ích cho việc điều tra. Từ Lân, sau này cậu làm chuyên gia cho chi đội hình sự thành phố Giang Vân nhé. Thôi mà chi đội trưởng Hoàng, tôi chỉ là cảnh sát giao thông thôi. Sớm muộn cậu cũng là người của đội hình sự. Hôm nay các thôi. Cậu tới hiện trường có phát hiện điều gì không? Chúng tôi tìm ra phát hiện một hiện điều tại quan có trọng. Thể khẳng định đây là vụ án giết người liên hoàn. Mặc dù chưa tới hai hiện trường còn lại, nhưng tôi dám khẳng định đầu vậy. Tiên, những phát hiện của tội tại hiện trường nhà Hà Thông, hung thủ đột nhập bằng đường cửa sổ. Sau khi giết người liền rời hiện tại trường. Tiệm tạp hóa đối diện, chúng tôi tìm được camera quay được cửa sổ nhà nạn nhân. Tiếc rằng vào ngày xảy ra vụ án, sau khi liên hệ với nhà sản xuất, chúng tôi nhận được manh mối rằng họ không hề cử người tu sửa tận nơi. Lân, có qua nghiên cứu, cục quyết định lập đội chuyên án điều tra vụ. Tôi đảm nhiệm vai trò cậu đảm đương trước phó đội trưởng đội chuyên án. Kể từ hôm nay, cậu có quyền điều động toàn bộ lực lượng của chi đội. Tất cả mọi người, kể cả tôi, đều phục tùng chỉ lệnh của cậu. Trong vòng 10 ngày, cậu phải phá được vụ án này. Hả? Nhưng chi đội trưởng anh đùa sao? Tôi chỉ là cảnh sát giao thông nho nhỏ. Anh lại lôi đầu tôi làm phó đội trưởng đội chuyên án. Các thành viên lão làng đội hình sự sao có nào? Chịu không? Giờ tôi hỏi cậu có ý kiến gì không? Báo cáo, không có ý kiến. Yên tâm đi phó đội trưởng Từ. Ở đây không có ai phản đối hết. Ai dám có ý kiến cứ đến tìm tôi. Tôi sẽ cho hắn phục sát đất. Nếu mọi người không phản đối thì chúng ta bắt đầu thôi. Đội trưởng Hồ, anh phụ trách tìm tin tức liên quan đến ba đứa trẻ. Tôi không quan tâm anh dùng cách chỉ cần tìm ra thông tin chúng không ta phạm pháp là được. Tôi hiểu. Đội trưởng Trần, chúng ta tới hai hiện trường còn lại và bộ phận tôi pháp muốn biết cách hung thủ ra tay. Rõ. Giờ đội trưởng đội hình sự một là ai? Báo cáo phó đội trưởng. Tôi đây. Tôi là Trương Công, quyền đội trưởng đội 1. Đội trưởng Trương, nhiệm vụ hiện tại của anh là tới điều tra rõ vụ việc diễn ra vào học tại trường cấp 3 năm ngoái. Ngoài con của ba nạn nhân, còn học sinh nào chuyển trường hay nghỉ học không? Đã rõ. Chúng ta hành động thôi. Thằng nhóc này, tôi nhất định phải đào được cậu qua đây. Giờ tôi sẽ đi tác động cục trưởng Hạ, cục giao thông, phó đội trưởng Từ. Tôi đã điều tra toàn bộ tin tức về lớp 10 trường cấp 3 trong suốt một ngoài năm. Con của ba nạn nhân, chỉ có một học sinh cùng khối chết vì bệnh. Chết bệnh? Đúng vậy, chết bệnh. Nữ học sinh đó bị bệnh tim bẩm sinh.
Chúng tôi đã xem hồ sơ bệnh án của cô bé tại bệnh viện. Không phải tin sai lệch. Thời gian tử vong của cô bé là ngày 19 tháng 3. Tôi có mang theo hồ sơ đây. Bác sĩ nói ông ấy là bác sĩ phụ trách điều trị cho cô bé năm ấy. Bác sĩ bé không sống tới 20 tuổi. Chỉ là cô bé ra đi sớm hơn suy nghĩ. Tưởng Nguyệt Nguyệt. Ông trời không có mắt. Thử tìm hiểu hoàn cảnh gia đình cô bé xem. Tốt nhất là nói chuyện với bố mẹ cô bé. Phó đội trưởng Từ, liệu làm vậy có tàn nhẫn quá không? Dù sao họ mới mất con gái được một năm, đúng là tàn nhẫn. Nhưng vì mục tiêu phá chúng ta chẳng có lựa chọn nào khác. Thế này đi đội anh trưởng, tìm hiểu thông tin về bố mẹ cô bé trước. Sau đó chúng ta sẽ quyết định dựa theo. Tôi đã tìm hiểu rồi. Bố mẹ cô bé đều làm việc tại công ty truyền thông. Một người là quản lý cấp cao của bộ phận truyền thông. Một người là kỹ sư mạng. Tiệm tạp hóa đối diện nhà nạn nhân số 1 họ Mã. Dùng camera của công ty truyền thông di động. Nhà nạn nhân số 2 và số 3 mới lắp camera tại nhà nửa năm nay. Thông qua xin quảng cáo tất cả đều là sản phẩm của công ty truyền thông di động. Nếu ba nạn nhân quen biết lẫn nhau, vậy tại sao chúng ta không phát hiện lịch sử điện thoại giữa họ? Phó đội trưởng Từ, cậu có phát hiện mới phải không? Đội trưởng anh lập tức liên hệ với công ty truyền thông xác nhận xem Văn Kỳ và Tưởng Trấn Bân có đi làm bình thường không. Còn nữa, lập tức sao chép toàn bộ lịch cuộc gọi của ba nạn nhân trong nửa năm trở giúp lại đây. Đồng thời mời nhân viên chuyên thu cước viễn thông của công ty họ về. Tôi hiểu rồi. Tiểu Tử, cậu có phát hiện mới đúng không? Chi đội trưởng Hoàng, đội trưởng Hồ, đội trưởng Trần, nếu không có gì ngoài ý muốn, án đã được phá. Sao cơ? Tiểu Tử, cậu nói gì cơ? Án đã phá. Phó đội trưởng Từ đừng đùa. Sao mà nhanh thế được? Phó đội trưởng Từ, cậu nói thật sao? Tôi đã cử đội trưởng trông đi tìm chứng cứ. Nếu manh mối không bị gián đoạn, tôi nghĩ đội truy bắt tội phạm sẽ bị phê bình. Án phá xong thật rồi. Sao lại vậy? Cướp điện thoại của ba người vào tháng 3 đều chênh lệch 19 tệ. Tháng 4 chênh 26 tệ. Tháng 5 là 18 tệ. Tháng 6 giữ nguyên. Tháng 8 có chênh lệch. Tại sao chỉ có 3 tháng này? Cướp điện thoại của họ lại nhiều hơn. Quản lý Ngụy, công ty các anh có lạm thu cướp điện tấu nhắc của người dùng không? Không thể nào. Trước đây có nhầm lẫn, nhưng giờ tiền cướp được tính tự động bằng hệ thống. Chắc chắn không xảy ra sai sót được. Đúng là do cặp vợ chồng đó. 10 phần chắc 8 rồi. Có điều giờ chúng ta vẫn phải tiến tôi hành muốn tìm hiểu. Ai đã đưa cô bé đến bệnh viện cấp cứu? Bác sĩ nào đã tiến hành phẫu thuật cho cô bé? Chỉ cần xác nhận những điểm này, gần như toàn bộ quá trình phạm tội sẽ được làm rõ. Vậy là sẽ giải quyết xong hai vụ án. Sao? Hai vụ án? Vụ còn lại là vụ nào? Vụ án cô bé bệnh tim bị hại. Chi đội trưởng lại có người tử vong. Tình hình sao? Vẫn là tự sát. Nạn nhân là chủ nhiệm khoa cấp cứu của bệnh viện Đông Phượng, thành phố Giang Tân. Chúng nhanh hơn chúng ta một bước rồi. Đi, lập tức xuất phát. Bọn chúng hại chết con gái tôi. Con làm nhục vợ tôi. Chúng không đáng chết sao? Cậu nói đi. Nói xem nào. Lập tức kiểm tra camera. Điều tra tất cả những người ra vào khoa cấp cứu. Tôi muốn biết ai là người cuối cùng tiếp xúc với bác sĩ này. Tôi vừa hỏi y tá trực ban cùng y tá trưởng. Xác nhận ba nạn nhân đã đưa Tưởng Nguyệt Nguyệt tới cấp cứu một năm trước. Bác sĩ phụ trách chính là bác sĩ Vương Khải. Nhanh đi bắt người. Hờ. Đứng được ra đó làm gì? Nhanh đi đi. Rõ. Tiểu Từ, cậu hãy kể cụ thể tình tiết cho tôi nghe. Theo suy đoán của tôi, nguyên nhân tử vong của là do chịu kích thích dẫn tới bệnh tim tái phát và tử vong. Nhân tố kích thích này có liên quan tới con của ba nạn nhân. Khi Tưởng Nguyệt Nguyệt được đưa tới bệnh viện, bác sĩ này đã phụ trách khả năng cao đôi bên có quen biết, đồng thời đám người che này che giấu nguyên nhân tử vong thực sự của Tưởng Nguyệt. Sau đó, bố mẹ Tưởng hay Nguyệt rằng con gái mình bị hãm hại, đã xây dựng kế hoạch báo thù trong thời gian một năm, án trong án, thậm chí là hai vụ án giết người báo thù liên hoàn với năm mạng người. Bố mẹ Tưởng Nguyệt Nguyệt đúng là cặp vợ chồng điên. Vốn dĩ họ có thể đặt niềm tin vào nhưng lại lầm bước vào con đường cực đoan. Chi đội trưởng chúng ta bắt thân nhân của ba nạn nhân thôi. Chúng ta phải cho Tưởng Nguyệt Nguyệt một thanh minh. Trong vụ án một năm trước, phải giữa cả trời tuyết không có bông tuyết nào trong sạch. Bất kể Tưởng Trấn Bân hiểm ác cỡ nào, thì con gái ông ta cũng là người đầu tiên bị hại. Chúng ta phải đòi lại công bằng cho ông ấy. Người đã bị tóm hết. Có điều Tưởng Trấn Bân và Văn Kỳ vẫn chưa kịp mở miệng, Âu cũng nằm trong dự tính của chúng họ ta. Có khả năng vạch ra kế hoạch chứng tỏ tố chất tâm lý của hai vợ chồng rất chúng cưỡng. Ta đổi hướng lấy khẩu cung, bắt đầu thẩm vấn tử vợ và con của ba nạn nhân. Làm vậy cũng chỉ có thể khẳng định Tưởng Nguyệt Nguyệt không chết vì bệnh tim tái phát. Sau đó chúng ta phải làm sao Tưởng Trấn Bân mới nhận tội? Đúng là không thể chứng minh họ có tội, dù biết rõ họ có hành động sửa đổi số liệu của công ty viễn thông. Chúng ta cũng chỉ có thể kết tội ngụy tạo gian lận trong kinh doanh cho họ, chứ không phải cố ý giết người. Nhưng quá trình lấy lời khai của ba đứa trẻ năm đó mới có thể chứng được cách cạnh miệng cặp vợ chồng kia. Mọi người xem đi, mấy đứa nhai đó đúng là đám súc sinh, không đáng sống trên đời. Mọi người xem video ghi hình mới ba đứa trẻ, xem mấy video có nội dung lố lăng nên bày trò thù tình với một bạn học nữ. Tưởng Nguyệt Nguyệt chính là người chúng bọn chúng mượn cớ học bù, dẫn Tưởng Nguyệt Nguyệt đến nhà Hà Thông thực hiện hành sáo lăng. Theo lời khai của bọn chúng, sau khi giải quyết xong, chúng mới phát hiện Tưởng Nguyệt Nguyệt lên cơn đau tim mất. Sau đó mới gọi cho bố mẹ, rồi đưa người tới bệnh viện. Khi đó Tưởng Nguyệt Nguyệt tới bệnh viện đã tử vong rồi. Lúc đó khám nghiệm, nguyên nhân tử vong của Nguyệt Nguyệt không phải do bệnh tim tái phát, mà là chảy máu quá nhiều dẫn tới tử vong. Tôi khá thân với bác sĩ hội chẩn khi đó. Sau khi trao đổi cụ thể, tôi đã bảo bác sĩ xóa sạch mọi dấu vết, vờ như bệnh nhân tái phát bệnh tim dẫn tới tử vong. Sau đó mới tìm cách liên lạc với bố mẹ Tưởng Nguyệt Nguyệt. Chúng tôi hay tin bố mẹ Nguyệt Nguyệt phải một tuần sau mới nên về. Chúng tôi đã thông đồng với bác sĩ, dựa vào quan hệ đưa thẳng Tưởng Nguyệt Nguyệt đi hỏa táng. Họ mượn lò thiêu hủy đi toàn bộ chứng cứ. Họ chẳng được gặp mặt con gái lần cuối, thậm chí di thể cũng không được nhìn. Chẳng khác nào móc tim, cắt thịt họ ra cả. Thử nghĩ mà xem, lúc đó vợ chồng Tưởng Trấn Bân và Văn Kỳ đi công tác về, thấy con gái còn đang sống sờ sờ, biến thành một hộp cho cốt sẽ như thế nào? Tôi chẳng dám nghĩ lúc đó cảm xúc của họ sẽ bi thương, tuyệt vọng cỡ nào. Đáng hận là ông bác sĩ đó dám làm chuyện trái với đạo đức nghề y như vậy. Thiên đạo luân hồi, trời xanh không tha cho kẻ thời điểm làm ra chuyện này. Chắc chúng chẳng nghĩ tới mình sẽ có ngày hôm nay. Đau đớn nhất là vợ chồng Tưởng Trấn Bân sau khi biết chân đã không lựa chọn báo cảnh sát mà bị hận thù che mở mắt, tự tay giết 4 tên hung thủ. Bất ngờ hơn, họ lại bỏ qua cho ba đứa nhóc. Chính ba đứa nó mới là những kẻ đầu sỏ gây ra cái được chết rồi của Tưởng Nguyệt Nguyệt. Rồi ai sẽ thẩm vấn Tưởng Trấn Bân và Văn Kỳ đây? Chi đội trưởng Hoàng, để tôi. Cảnh sát giao thông. Đúng vậy, tôi là cảnh sát giao thông. Nhưng vừa được điều sang bộ phận hình sự, do tôi sẽ là người thẩm vấn anh. Đồng chí cảnh sát, tôi đã nói rồi, tôi chẳng biết kích hoạt tập mặt thiện ác. Tưởng Trấn Bân, hung thủ án giết người liên hoàn, giết ba người liên tiếp.
Tức là trong 4 nạn nhân tử vong, có một người không phải do Tưởng Chấn Bân giết. Tưởng Chấn Bân, vợ chồng anh đã thay đổi số liệu cước phí, không thể thay đổi mức cước phí của công ty, vì đó là hệ thống độc lập, nằm dưới sự quản lý trực tiếp của toàn công ty. Tôi nói đúng chứ hả? Chỉ nhờ điểm này, đâu thể chứng minh tôi đã làm những cùng gì. Cùng lắm là khởi tố vì tội thay đổi số liệu gốc, gây ảnh hưởng tới hình ảnh của chỉ công ty. Chỉ có thể kết tội hình sự đối với doanh nghiệp. Đúng là vậy. Còn vợ Văn Kỳ của anh thì sao? Cô ấy cũng tham gia vào vụ này. Còn tự tay giết một người. Tâm lý cô ấy có đủ vững để tiếp nhận thẩm vấn không? Sao cậu ta biết vợ mình giết một người? Sai sai là mình đã xử lý hiện trường gọn gẽ rồi cơ mà. Cậu ta không thể tra ra vợ mình được. Cậu vu khống chúng tôi. Tưởng Chấn Bân, xem ra anh rất tự tin. Hỏi anh đã lao đáy chậu hoa đúng không? Vì lao đáy bồn nên anh đã để lộ sơ hở, nhưng tang vật khác anh đều cẩn thận xử lý từng tí một, lại không động vào đáy chậu hoa. Súc sinh, bọn chúng đều là lũ súc sinh. Đáng chết hết cả đám. Tại sao anh không ra tay với ba đứa nhỏ trước? Thiết nghĩ, kế hoạch báo thù của anh cũng không thiếu mấy đứa nhỏ. Từ Lân không nắm rõ vấn đề tâm lý tội phạm, nhưng cậu ấy hiểu bản tính một con khi người. Cái con không còn bị kiềm chế thì nó sẽ thôn tính chọn con người. Giết một người là giết, giết hai người cũng là giết, tính mạng ba người cộng thêm ông bác sĩ nọ, không ai trong sạch hết. Ha ha ha. Tôi thừa nhận, người do tôi giết, cả bốn người là tôi giết hết. Anh muốn gánh hết tội lỗi là điều không thể. Dấu vân tay được phát hiện ở nhà Hà Thông là của vợ anh. Dù anh có ôm hết mọi tội lỗi về mình, ít nhất cô ấy cũng phải chịu tội đồng đó. Đám người chết tiệt đó chưa được vợ chồng tôi cho phép đã đưa thi thể con gái tôi đi hỏa thiêu. Tôi nghi ngờ cái chết của con có điều khuất, do đó tôi theo dõi ba gia đình này, phát hiện ba đứa súc sinh con chuyển trường. Từ đó tôi bắt đầu điều tra. Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng tôi tìm ra chân tướng trong thư của một đứa. Lúc đó tôi muốn giết quách chúng, nhưng làm vậy vẫn chưa đủ. Bọn chúng phải chết chung với Nguyệt Nguyệt nhà tôi, không đứa nào được sống hết. Cho nên anh đã giản dựng hiện tượng như một vụ tự sát. Ban đầu tôi không hé lộ với vợ gì hết, nhưng hành xáo của tôi ngày càng khác thường, nên khi chuẩn bị tiến hành kế hoạch, cô ấy phát hiện tôi sờ vào một số tài liệu của cô ấy gặng hỏi. Tôi không thể không kể nguyên nhân ra, đây cũng là điều tôi hối hận nhất. Ha ha ha. Vợ tôi tự giết một người, cô ấy tới tìm tên Hà Thông kia. Nào ngờ tên súc sinh đó định hiếp đáp vợ tôi, hẳn đáng chết. Có chết 100, 1000 lần cũng không hết. Bọn chúng hại chết con gái tôi, con làm nhục vợ tôi, bọn chúng đáng sống sao? Cậu nói xem nào. Đáng chết, hắn ta thật sự đáng chết. Nếu đối phương đứng trước mặt tôi sẽ không nhịn được cơn điện rút súng bắn thẳng vào hắn. Đầu tiên là con gái bị hại, sau đó chết. Bản thân gặp phải mối nhục này, vợ tôi đã chẳng còn thiết sống nữa. Cô ấy nhân lúc tên súc sinh kia đi ngủ bèn nhóm lầu thang. Sao tôi thiết lập định vị trên điện thoại của cô ấy? Nhưng khi tới nơi, cô ấy đã gần như hôn mê. Lúc đó tôi chỉ hận không thể băm vằm tên súc sinh đó ra thành cho. Tôi bắt đầu sắp xếp hiện trường, lợi dụng kỹ thuật và khả năng của bản thân thay đổi nội dung. Người các anh nhìn thấy trong cam là hình ảnh tôi dùng kỹ thuật chèn vào. Theo từng lời nói của Tưởng Chấn Bân, tình tiết vụ án dần được hé mở. Tưởng Lan nghe xong khó kìm nổi lòng thương xót với người đàn ông trời mặt. Có mắt lưới trời chưa tha cho kẻ chi đội chúng giam anh ta cùng vợ cùng một phòng giam. Tại sao nhóc này, cậu đừng chỉ huy bừa rồi phá vợ quy định. Nếu xảy ra chuyện gì cậu có gánh nổi không? Cảm ơn cậu cảnh sát, có điều tôi biết mình đã phạm tội tày trời, chẳng trông mong gì nữa. Chi đội trưởng Hoàng thì hãy giam vào hai phòng cạnh tốt nhau, nhất đi. Là để họ có thể nhìn thấy đối phương nay thì được. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, đây là công lý nợ hai người. Thực ra ngay khi biết chân tướng vụ việc, anh vẫn còn một lựa chọn khác. Chẳng có lựa chọn nào hết, vì con gái chúng tôi nguyện hy sinh tính mạng để tìm được sự công bằng. Tiếc là chưa kịp giết ba đứa súc sinh kia, sớm biết cậu giỏi nghiệp tôi đã ra thế. Tay với ba đứa súc sinh kia trước hai rồi. Người yên tâm, bọn chúng sẽ phải chịu sự trừng phạt pháp luật sẽ trả lại sự công bằng cho cả gia đình anh.